Người Thái hốt hoảng nói điều này sau khi xem video top 10 thành phố lớn nhất Việt Nam. Chào mừng các bạn đã trở lại với Việt Nam Prosperity. Các bạn thân mến, Việt Nam không chỉ được biết đến với những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hay Đà Nẵng, mà với sự phát triển mạnh mẽ hiện nay, chúng ta đã có thêm rất nhiều thành phố lớn trải dài trên cả nước. Mới đây, một kênh truyền thông của Thái Lan đã thống kê 10 thành phố lớn nhất Việt Nam, khiến người Thái xem xong không khỏi ngỡ ngàng và ngơ ngác bởi sự phát triển nhanh chóng và đồng đều giữa các thành phố ở Việt Nam. Không chỉ có vậy, nhiều người còn không tin đó là sự thật. Vậy thực hư sự việc này ra sao và phản ứng của netizen Thái Lan như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu ngay trong video hôm nay nhé! Các bạn thân mến, trên kênh THT TV của Thái Lan đã đăng tải một video với tiêu đề Top 10 thành phố lớn nhất Việt Nam. Trong suốt video, chính chúng tôi cũng không khỏi ngỡ ngàng trước quy mô hoành tráng đến choáng ngợp của các thành phố lớn ở Việt Nam, chứ huống gì là người Thái. Chúng ta hãy cùng xem kênh này đã truyền tải những nội dung gì và 10 thành phố lớn ở Việt Nam gồm những thành phố nào nhé. Mở đầu kênh này nhắc đến thứ tự các thành phố theo vị trí tăng dần từ diện tích. Đầu tiên là thành phố Huế, nằm ở trung tâm miền Trung Việt Nam, là một trong những điểm đến lịch sử và văn hóa quan trọng nhất của đất nước, với vị trí chiến lược ven sông Hương và được bao quanh bởi các ngọn đồi. Huế nổi tiếng với kiến trúc cung đình, di tích lịch sử và văn hóa phong phú. Hiện nay, Huế đang phát triển cực mạnh với nhiều trung tâm thương mại lớn, một số khu đô thị cao cấp như khu đô thị An Đông Village, khu đô thị An Cựu Village, khu đô thị Phú Mỹ An, The Manor Ground. Thành phố Thuận An là thành phố nằm phía nam trực thuộc tỉnh Bình Dương, cũng là một trong những địa phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Bình Dương. Với sự phát triển của khu công nghiệp và đô thị mới như Việt Hương, Bình Chuẩn, Thuận Giao, Thuận An đã trở thành trung tâm kinh tế, thương mại và dịch vụ của tỉnh Bình Dương. Nơi đây đã thu hút nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư và lao động di cư đến đây để làm việc và định cư. Vào năm 2020, thành phố Thuận An được nâng xếp hạng lên thành khu đô thị loại 2. Thành phố Hải Dương là thành phố trực thuộc tỉnh Hải Dương, nằm ở vùng đồng bằng sông Hồng. Hải Dương được xếp vào đô thị loại 1 vì thành phố này là trung tâm kinh tế, kỹ thuật, giáo dục, khoa học, y tế và dịch vụ, là một đơn vị nằm trong tam giác kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Thành phố Thủ Đức là một thành phố mới, chỉ mới được thành lập vào cuối năm 2020 trên cơ sở sáp nhập 3 quận cũ, đó là quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Thủ Đức trở thành thành phố đầu tiên của Việt Nam thuộc loại hình đơn vị hành chính thành phố trực thuộc thành phố trực thuộc trung ương. Hiện nay, thành phố đã được chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đầu tư xây dựng thành một đô thị sáng tạo tương tác cao với 6 trọng điểm sáng tạo. Thành phố Biên Hòa là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa lớn của Đồng Nai và miền Đông Nam Bộ, nằm cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 30 km về phía đông bắc. Với vị trí chiến lược nằm trên trục giao thông quan trọng của khu vực, Biên Hòa là điểm nối giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, thuận tiện cho việc di chuyển và phát triển kinh tế. Thành phố Đà Nẵng được biết đến là thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Đây là một thành phố trực thuộc trung ương được xếp vào đô thị loại 1, nổi tiếng với ngành du lịch biển, nơi có bãi biển Mỹ Khê đẹp nhất hành tinh, có đệ nhất hùng quan Hải Vân với nhiều điểm vui chơi nổi tiếng như Bà Nà Hill, Cầu Rồng. Đây còn là trung tâm lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và khoa học tại khu vực miền Trung Tây Nguyên và của cả nước. Thành phố Cần Thơ là thành phố sông nước với nhiều kênh rạch chằng chịt, nhưng đây chính là thành phố trực thuộc trung ương và được xếp đô thị loại 1. Cần Thơ là thành phố lớn và hiện đại nhất đồng bằng sông Cửu Long với tốc độ tăng trưởng bậc nhất tại đây. Với sự phát triển về kinh tế, du lịch và văn hóa, thành phố Cần Thơ không chỉ là trung tâm kinh tế quan trọng mà còn là điểm đến hấp dẫn cho du khách muốn khám phá vẻ đẹp tự nhiên và văn hóa đặc trưng của miền Tây Nam Bộ Việt Nam. Thành phố Hải Phòng. Hải Phòng luôn được biết đến là thành phố cảng biển lớn nhất Việt Nam và cũng là thành phố có diện tích lớn thứ 3 tại Việt Nam được xếp đô thị loại 1. Hải Phòng được biết đến là một thành phố thường xuyên đạt được nhiều thành tựu nổi bật về kinh tế, y tế, văn hóa, giáo dục, khoa học và thương mại. Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 2 trong danh sách này chính là thành phố mang tên Bác, thành phố Hồ Chí Minh, vốn là thành phố trực thuộc trung ương và được xếp loại đô thị đặc biệt cùng với thủ đô Hà Nội. Vì thế, nơi này đang giữ vai trò đầu não trong nền kinh tế Việt Nam. Đây là thành phố giàu nhất Việt Nam, những ngành kinh tế với nhiều lĩnh vực quan trọng đều tập trung về đây. Thủ đô Hà Nội. Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị, văn hóa và kinh tế của Việt Nam với hơn 1.000 năm lịch sử phát triển. Hà Nội là nơi ghi dấu nhiều di sản văn hóa và lịch sử quan trọng, là nguồn cảm hứng vô tận cho người dân và du khách. Với sự kết hợp hài hòa giữa nét cổ kính và sự phát triển hiện đại, thủ đô Hà Nội không chỉ là nơi bảo tồn và phát triển văn hóa lịch sử mà còn là một điểm đến lý tưởng cho du khách muốn trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và cuộc sống đặc trưng của Việt Nam. Vâng, đó là chia sẻ của THT TV về 10 thành phố lớn nhất Việt Nam.
sau khi video được đăng tải đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ netizen Thái Lan với hàng trăm bình luận. Sau đây chúng ta cùng xem họ đã nói gì nhé. Việt Nam xây dựng đất nước rất nhanh bởi vì người Việt rất có tinh thần dân tộc, cần cù, kiên nhẫn và nhiệt tình. Chúng tôi đánh giá cao họ. Việt Nam rất đẹp và phát triển nhanh chóng. Tôi nghĩ mọi thành phố đều phải được xếp hạng số 1 trong ASEAN. Thái Lan không thể đi đâu vì đất nước không đủ tiềm lực, ổn định chính trị thấp, thiên về bất bình đẳng. Những người giàu có thì tập trung một nơi và nghèo đói rải rác khắp nơi, không được đồng đều như ở Việt Nam. Việt Nam vẫn chưa vượt qua được Thái Lan, nhưng họ có xu hướng tiếp tục tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ. Những chính sách của họ đang phát huy hiệu quả kinh tế rất cao thời gian qua. Tôi đã đến Việt Nam và Thái Lan, mỗi nơi đều trưởng thành theo những cách khác nhau. Thái Lan có những con đường tốt, nhưng chỉ có ở Bangkok mới có nhà cao tầng. Còn đường xá của Việt Nam chưa thể cạnh tranh được với Thái Lan, nhưng nhà cao tầng lại nhiều hơn ở Thái Lan vì hầu như ở khắp mọi nơi, kể cả nông thôn. Hãy nhìn xem, họ truyền bá sự thịnh vượng khắp đất nước, còn chúng tôi chỉ tập trung ở Bangkok. Với du khách nước ngoài thì Thái Lan có vẻ giàu có, nhưng tôi không thấy sự thịnh vượng trải dài trên đất nước. Các đô thị từ 3 đến 10 ở Việt Nam có lẽ vẫn chưa cạnh tranh được với các tỉnh cấp 2 và các huyện lớn của Thái Lan, tuy nhiên mức sống của họ có vẻ tốt hơn và đồng đều hơn chúng ta. Ở Thái Lan chỉ có Bangkok là phát triển hơn họ, còn lại đều thua. Sự phân hóa của chúng ta là quá mạnh mẽ và tôi không nghĩ Thái Lan giàu hơn Việt Nam. Tôi đang nghĩ về nông thôn Việt Nam và bạn biết không, ở đó còn có rất nhiều những biệt thự rất lớn được xây dựng. Đất nước chúng ta chỉ có Bangkok, ngoài ra dù lớn nhưng cũng chỉ là những thị trấn nhỏ của các tỉnh, không có thành phố lớn như họ. Dường như chính phủ chỉ tập trung vào việc xây dựng bộ mặt của Bangkok mà quên mất rằng rất nhiều nơi cũng cần được đầu tư phát triển. Phát triển về vật liệu, Việt Nam đã đi trước chúng ta khá xa, ví dụ như Đà Nẵng, thành phố xếp thứ 5 của họ, Pattaya, thành phố xếp thứ 2 của chúng ta, hoàn toàn không thể so sánh được, tôi vẫn thấy một sự khác biệt rất lớn. Tôi luôn biết rằng người Việt Nam là một trong những người chăm chỉ nhất thế giới, nên không có gì ngạc nhiên khi họ phát triển kinh tế và công nghiệp nhanh đến vậy, lấy chúc mừng từ Philippines. Nếu để chọn một đất nước ở Đông Nam Á để đi du lịch, tôi chọn luôn Thái Lan. Dường như ngay từ đầu Việt Nam đã chọn Thái Lan là mô hình phát triển, tất nhiên kể cả bóng đá. Đó là một vài những bình luận của netizen Thái Lan bên dưới video này, mọi người cảm nhận thế nào ạ? Còn mình thì rất hạnh phúc và tự hào khi Việt Nam ngày càng được thế giới nhìn nhận bằng con mắt khác. Tuy nhiên, có một điều mình cũng xin đính chính lại rằng vẫn còn rất nhiều những thành phố đang rất phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng hiện nay như Quảng Ninh, Bắc Ninh hay Bắc Giang và còn nhiều nữa. Có thể danh sách 10 thành phố kia là chưa đủ, nhưng nó đủ để chứng minh rằng Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ và trải khắp đất nước chứ không tập trung ở một nơi. Đó là một điều tuyệt vời và cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn trong video ngày hôm nay. Các bạn có suy nghĩ gì về video này, hãy để lại ở phía dưới phần bình luận để mọi người cùng thảo luận nhé. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và subscribe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.